Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Chơi với Mỹ không sợ mất đảng. Trước thềm năm mới vào năm 2021 và đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, một trong số những triết gia đương đại của cộng đồng nghiên cứu triết học trên thế giới, đã có bài viết chia sẻ những trăn trở của ông về sự tồn vong của Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ 21 cũng như kiến nghị thiết thực cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong phần mở đầu, triết gia Nguyễn Hữu Liêm đã ghi nhận Việt Nam hiện nay thiếu vắng một truyền thống tự kiểm soát và biên độ khách quan. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, giáo sư triết học tại Mỹ. Bản chất chính trị của một chế độ là ý chí duy trì quyền lực vĩnh viễn ở tầm mức gần như vô hạn. Muốn được như thế, Đảng Cộng sản Việt Nam phải có khả năng trên bình diện lý thuyết tái kiến tạo một khung tham chiếu mới cho giá trị lịch sử và chính trị nhằm biện minh cho sự độc tôn và độc quyền lãnh đạo đất nước của họ. Cũng như Đảng đã trải qua nhiều lần tự thay đổi chính trị và chính mình theo như nhu cầu thời thế để tồn tại và vươn lên để đáp ứng nhu cầu lịch sử. Lần này, Đảng lại phải đối đầu với nguy cơ tự phân hủy từ trong nội bộ bởi nhiều nguyên nhân nội tại và khách quan. Vì ý chí quyền lực độc tôn và nhu cầu ổn định chính trị mà thực tế là trì trệ, Đảng và nhân dân đã trả một giá quá đắt trên phương diện nhân tâm và đồng thuận dân tộc. Ngoài việc đàn áp giới bất đồng chính trị, chưa bao giờ mức độ bất mãn, chống đối ngầm đang lên cao như bây giờ. Ngay cả trong hàng ngũ thuộc mọi tầng lớp và tổ chức của Đảng, từ công quyền, công an, tuyên giáo cho đến báo chí hay các tổ chức ngoại vi, đều ngấm ngầm biểu lộ thái độ coi thường, chế giễu mọi sinh hoạt và chính sách của Đảng. Hầu hết mọi đảng viên nay đều trở nên thành những con người lưỡng diện. Một đằng thì họ tham gia sinh hoạt Đảng như là đi dự lễ cúng tế ở đỉnh làng, đọc văn sớ thuần khẩu hiệu. Nhưng bên trong họ thuần thầm bất mãn, coi thường uy linh Đảng và đánh giá thấp những gì họ phát biểu. Từ đó Đảng như một linh hồn tập thể đang tự tha hóa và phản bội lại chính mình từ nội tại. Đây là một căn bệnh nguy hiểm cho tinh thần đảng viên, một mầm ung thư càng ngày càng lớn trong nội bộ của Đảng. Đảng phải tự vấn, tình yêu nước là gì nếu không phải là ý chí vun đắp giá trị cá nhân trên nền tảng đạo lý công dân? Tại sao đến giờ vẫn còn tự đặt mình vào vai trò một tầng lớp cầm quyền độc đoán vì ưu việt về di chuyển, về đạo đức nội tâm hơn đa số người dân? Sự phân biệt này cần chấm dứt vì nó thực chất là phân biệt con người và là nguồn gốc của tha hóa chính trị, tham nhũng. Hơn nữa, mỗi lần đất nước bị phân hóa, nội bộ không đoàn kết thì hiểm họa bắc thuộc lại gia tăng. Đây là hình ảnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6 kỷ niệm năm 2017 đến năm 2022 được tổ chức ngày 14 tháng 12. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: "Nếu để suy thoái, hư hỏng mà mất Đảng, mất chế độ là mất tất cả. Bao nhiêu thành quả cách mạng sẽ đổ xuống sông, xuống bể." Suốt trong chiều dài lịch sử, sự tồn tại và bành trướng lãnh thổ của Việt Nam trước nguy cơ Trung Quốc là cả một phép lạ. Nhưng phép lạ này không phải là ngẫu nhiên hay do trời ban, mà là kết quả của cuộc chiến lược lâu dài nhằm sống còn trước nguy cơ bắc thuộc, trong đó có đồng thuận nhân dân là sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, dân tộc Việt Nam có thể chống ngoại xâm nhưng không tránh được nội loạn. Hôm nay, nguy cơ mất nước, bị thuộc địa hóa từ bên trong và tụt hậu triền miên đang dâng lên cũng chỉ vì tinh thần bảo thủ của một số thiểu số trong Đảng Cộng sản Việt Nam, khăng khăng kiên định một hướng đi và lập trường chính trị đã và đang sai lệch, không đáp ứng với nhu cầu thời đại trước hiểm họa nội tại và khách quan, và đối với nhân tâm học của dân tộc. Họ bắt các đảng viên khác và đại đa số nhân dân phải đi vào ngõ cụt về tư duy chỉ để thỏa mãn tự ái cá nhân, vì bệnh sĩ không có lý do gì khác. Dân ta nói từ mấy thập niên nay như sau: chơi với Mỹ thì mất Đảng, chơi với Tàu thì mất nước. Thế nhưng ông Trọng lại cho rằng mất Đảng là mất tất cả, mà không hề nghĩ đến nguy cơ mất nước là mất luôn cả Đảng. Học giả Mỹ gốc Việt nhấn mạnh tiếp: ở nếu thế kỷ 17 và 18 là của đế quốc Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, thì thế kỷ 19 là của Anh và thế kỷ thứ 20 là của Mỹ, thì thế kỷ thứ 21 là của Trung Quốc. Nhưng sự trỗi dậy của Trung Quốc song song với sự suy tàn và yếu tố nội bộ của Mỹ là sự lớn mạnh của thế giới thứ ba, của Ấn Độ, Úc và các nước ASEAN và Nam Mỹ. Và làm thế nào để vận dụng được thế đứng quốc gia giữa tiến trình đãi lọc, giao hoán và tái thiết lập trật tự thế giới là ván bài chiến lược quan trọng, thiết yếu cho sự tồn vong của Tổ quốc Việt Nam trong thế kỷ thứ 21.
vị triết gia nhận định một chiến lược lâu dài và trong một vấn nạn tồn tại quốc gia bao gồm có hai vế. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh tại Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 7 năm 2015. Về vế thứ nhất là phải cấp thiết kiến lập một cơ sở đồng thuận dân tộc mới nhằm tạo sức mạnh đoàn kết quốc gia cho hiệp họa đối ngoại. Một mình Đảng Cộng sản Việt Nam, dù với quá khứ quân sự hào hùng, sẽ không thể có khả năng đương đầu với Trung Quốc nếu không có sự hậu thuẫn toàn diện của nhân dân từ trong nước đến hải ngoại. Đảng hãy bớt lòng kiêu hãnh về quá khứ, giảm bớt lo ngại đối với các khối nhân dân ở ngoài đảng, vốn là đa số. Bước đầu, hãy chấm dứt sự lạm dụng luật pháp do nhu cầu chính trị của đảng khi theo đuổi chính sách thất nhân tâm với những biện pháp bức hại, bắt bớ, truy tố và tù đày hay trục xuất ra khỏi nước những người bất đồng chính kiến trong nước. Nếu được thế, đó sẽ là một thiện ý cao đẹp và nhân bản lớn lao mà đảng nên thực thi. Tiếp đến, hãy hình dung một tương lai khi sức mạnh của tập thể di dân gốc Việt ở Mỹ và các nước tiên tiến cùng lên tiếng ủng hộ lập trường quốc gia cho Tổ quốc có tiếng nói và ảnh hưởng quyết định đối với chính sách của Mỹ đối với quyền lợi của Việt Nam, như cộng đồng Do Thái và Cuba đối với chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay. Đây là một sức mạnh tối ưu mà Việt Nam có thể nắm được nếu lãnh đạo chính trị quốc gia biết khai mở và vun bồi. Cộng đồng người Việt ở hải ngoại, nhất là Mỹ, dù có khác biệt chính kiến về nhiều vấn đề đối với đảng, nhưng đối với hiệp họa Trung Quốc, họ sẽ lựa chọn Việt Nam đứng chung chiến tuyến với đảng, không phải vì đảng mà vì cơ đồ tồn vong của Tổ quốc. Đảng phải nắm lấy nguyên lý ái quốc này. Mặc dù khả năng liên minh quân sự chính thức với Hoa Kỳ là điều rất khó có thể, nhưng đảng hãy tiếp tục và tăng tốc mức độ tiếp cận và giao kết quan hệ chiến lược, kể cả kinh tế lẫn quân sự với Hoa Kỳ. Hãy mở cửa cảng Cam Ranh và mời Mỹ thuê dài hạn làm căn cứ chiến lược quân sự cho Đông Nam Á, thay thế cảng Subic Bay của Philippines. Từ góc độ chiến lược, Hoa Kỳ cần một Việt Nam ổn định và vững mạnh về quân sự dưới sự lãnh đạo của đảng. Do đó, trở về Mỹ không sợ mất đảng, mà ngược lại củng cố thêm. Vế thứ hai, muốn thực hiện các vấn đề nêu trên, cần đi vào căn bản là cải tổ về chế độ chính trị, công quyền nhà nước. Đây là hình ảnh Nội các Chính phủ Liên hiệp Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt quốc dân vào năm 1945. Từ hiện trạng xuống cấp của thế hệ đảng viên hiện nay, nhà nghiên cứu này cho rằng nhiệm vụ lớn của Đảng và Đại hội 13 là công tác khẩn cấp cải tổ thể chế quốc gia nhằm nâng cao tinh thần đảng viên, vun đắp luân lý, trách nhiệm công quyền, nâng cao lòng tin của công dân và nhà nước và pháp luật, chấn hưng đạo đức thế hệ trẻ. Song song với đó, tác giả phải đưa ra các vấn đề nghị cụ thể như sau. Việc ưu tiên hàng đầu và sửa chữa là thay đổi, sửa đổi hiến pháp. Hãy trở về với tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thể chế xã hội chủ nghĩa đã bị đào thải ở Đông Âu và Liên Xô đúng 30 năm trước và hiện trở thành khẩu hiệu gây mâu thuẫn sắc tộc. Nó cũng thành việc mâu thuẫn chủng tộc và kinh tế tại Hoa Kỳ nên không có lợi gì cho Việt Nam. Tiếp theo là cải tổ và tái cấu trúc thể chế công quyền cơ bản đã lập ra định chế công lý và công bằng, kinh tế, an sinh, xã hội bao gồm cải tổ quyền tư hữu và xóa bỏ ngay định chế sở hữu toàn dân đối với nhà cửa và bất động sản, cải tổ chế độ thuế khóa, đánh thuế lũy tiến vào tầng lớp giàu có, lợi tức cao, nhất là giới kinh doanh bất động sản và các giới kinh tế, ngoài biên chế tiền lương, định kỳ như văn nghệ sĩ, thương gia, các công ty kinh doanh lợi nhuận có khoản thu rất lớn. Cùng với chế độ tư hữu đất đai, phải đánh thuế bất động sản như tất cả các quốc gia Âu Mỹ đã làm lâu nay. Theo đó thì gia cư chính sẽ được miễn thuế đến một mức hợp lý. Ví dụ, theo thời giá hiện nay 1 tỷ đồng và thuế bất động sản định kỳ hàng năm, ví dụ 1% trên giá thị trường, sẽ cung cấp cho ngân sách quốc gia đầy đủ các nhu cầu quốc phòng, an sinh xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng để trả lương cao hơn cho các ngành giáo dục, y tế, tư pháp, công an, quân đội nhằm giảm thiểu quốc nạn tham nhũng. Hãy nhận vào hiện trạng giới chủ nhân các bất động sản giàu có ở nước ta đóng rất ít, gần như là không có thuế nhà đất. Đó là một sự thể bất công và vô lý trầm trọng. Các vụ án tham nhũng lớn liên quan đều đến đất đai, dấu hiệu của sự bất cập pháp lý mà đảng biết nhưng cứ để cho các nhóm lợi ích hoành hành. Cần ban hành những đạo luật mới và đòi hỏi công an địa phương thực thi khẩn cấp nhằm khắc chế các hiện tượng tội phạm đang đầy các ngõ phố và hiện tượng bảo kê. Bãi bỏ chế độ lý lịch và đảng tịch cho tất cả chức vụ công quyền. Đây là hình ảnh
sơ đồ tổ chức Bộ Công an hiện nay. Vấn nạn lớn cho sự băng hoại đạo đức hiện nay phần lớn xuất phát từ đòi hỏi lý lịch, để rồi Đảng đã cơ cấu vào hệ thống công quyền quốc gia quá nhiều thành phần thiếu nhân cách và kiến thức. Tinh giản làm trong sạch bộ máy của công quyền, tách rời Bộ Công an ra làm hai, cũng có Bộ Cảnh sát và Bộ Nội an nhằm giám sát lẫn nhau và tránh tình trạng mâu thuẫn quyền lợi như hiện nay. Cải tổ toàn diện Bộ Tư pháp với tên là Bộ Công lý, theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao định chế, chất lượng nhân sự và quy trình pháp chế. Theo đó là nâng cao vai trò độc lập và chuyên nghiệp của hệ thống tòa án. Quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước nhằm cùng nhau phác thảo một chiến lược giáo dục mới cho quốc dân, bổ nhiệm một dàn nhân sự chuyên nghiệp và trong sạch cho Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm thu hút và kết hợp nhân sự, chuyên gia giáo dục trong và ngoài đảng, trong nước và hải ngoại. Hãy mở cửa hơn nữa cho Việt Kiều được tham gia, tham chính, ứng cử, được bổ sung vào vị trí lãnh đạo, công quyền. Ví dụ phải hủy bỏ điều kiện chỉ có đảng viên Cộng sản mới được giữ chức vụ hiệu trưởng trường đại học và các đại học Đông Nam Á và trên thế giới đâu có đặt tiêu chuẩn đảng phái như thế, và không sự có sự lạc điệu này cũng cần phải chấm dứt. Chính phủ cũng cần cho phép Việt Kiều chưa hề bỏ quốc tịch Việt Nam được ứng cử quốc hội. Ngày nay, so với các nước ASEAN, công dân Việt Nam sống ở nước ngoài bị đối xử kém hơn nhiều vì không có quyền bỏ phiếu và ứng cử gì hết. Chưa nói các ngành khác, những ngành mà Việt Kiều có ưu thế là khoa học, giáo dục, thì chức thứ trưởng, viện trưởng về khoa học, công nghệ, giáo dục nên có sự tham gia của họ. Và cần thành lập Bộ Bảo vệ Môi trường để gia tăng chức năng và thẩm quyền giám sát về an ninh và an toàn môi sinh. Thành lập Bộ Gia cư và Bất động sản nhằm tập trung giải quyết các vấn đề về bất công trong thực trạng nhà ở cho giới nghèo khổ và lợi tức thấp. Thành lập Bộ Việt Kiều với chức năng độc lập với Bộ Ngoại giao, hàm thứ trưởng của Bộ ít nhất phải có sự tham chính của Việt Kiều. Cần giải thể ngay Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức ngoại vi hữu danh vô thực, chỉ tốn ngân sách và góp phần đánh mất lòng tin vào thể chế chính trị quốc gia. Cuối cùng, tác giả kêu gọi Đảng hãy nhìn tới thập kỷ trước mắt bằng một niềm kiêu hãnh mới. Vào năm 2021, mở ra không chỉ một năm mới mà là một thập niên đến năm 2030 và xa hơn nữa. Thay đổi cũng cần sự can đảm và ý chí cải cách triệt để cho Đảng. Tương lai của Tổ quốc và nhân dân đang chờ Đảng hành động. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 với bản tin Chơi với Mỹ không sợ mất Đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.